Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Thời tiết đang bước vào mùa chuyển giao nóng lạnh thất thường như thế này thì rất dễ mắc phải cái tình trạng đó chính là bị ho, viêm mũi, sổ mũi và dị ứng do thời tiết nữa. Nhất là những bạn nhỏ mà đề kháng kém thì sẽ rất dễ mắc phải tình trạng này. Bản thân Ali vừa qua cũng vừa trải qua một đợt ho và đau rát họng khá là dài ngày, khoảng 20 ngày nha các bạn. Và mình đã áp dụng cái phương pháp dân gian này và mình thấy rằng là nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với những loại kháng sinh đắt tiền. Và công thức này thì cực kỳ rẻ tiền, bạn nào cũng có thể áp dụng bởi vì chắc chắn trong tủ bếp của các bạn đều có nguyên liệu này. Hãy cùng Harley theo dõi xem video là gì nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đặc trị ho khan, ho có đờm, đau rát họng từ nguyên liệu là củ gừng. Củ gừng là một gia vị quen thuộc trong tủ bếp của mỗi gia đình và có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe. Hãy cùng Harley tìm hiểu công thức trị ho này nhé. Đây là gừng sau khi mà mình đã giã, thì bây giờ mình sẽ cho vào trong chiếc nồi này. Và bây giờ thì mình sẽ đun nước, mình nghĩ là sẽ cho khoảng tầm 2 lít nước các bạn ạ. Sau đó mình sẽ cho vào nồi này và sau đó đun sôi lên nhé. Đây là nồi nước gừng mà mình đã đun sôi này các bạn. Thì mình sẽ vặn nhỏ nửa thôi để tránh tình trạng nó bị trào ra ấy. Và mình sẽ đun sôi trong khoảng từ 5 đến 10 phút để các dưỡng chất trong gừng nó ra hết nhé. Các bạn cho thêm vài giọt muối vào đây nhé, khoảng nửa thìa muối nhỏ. Nước xông ra đây rồi, các bạn có thể thấy là nước bốc hơi rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ để chân lên như thế này để xông hơi. Cái nước nóng này nó bốc lên xông hơi cũng rất là tốt. Và sau khi nước nó đã ấm vào rồi ấy, mình có thể thả chân xuống để ngâm ngập chân nha. Vừa rồi thì Harley đã bật mí với các bạn một công thức trị ho cực kỳ đơn giản, hiệu quả và ai cũng có thể áp dụng tại nhà phải không nào? Các bạn cảm thấy nội dung video này của Harley như thế nào? Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhớ like, share cũng như comment ý kiến của bạn dưới video này cho Harley biết nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip lần sau. Bye!